Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, bão tuyết và gió giật mạnh có thể sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ trong tuần này do ảnh hưởng của hai cơn bão mùa đông. Trận bão đầu tiên có nguy cơ mang lại mưa lớn và gió giật trên khắp miền đông nước Mỹ, trong đó có cả thành phố New York và thủ đô Washington DC. Cảnh báo và khuyến cáo về gió mạnh trải dài từ bang Texas đến bang Maine, nơi có thể có gió giật mạnh từ 50 đến 85 km/h. Nhiều bang đối mặt với nguy cơ lốc xoáy, dông bão và mưa đá. Dự báo một cơn bão mùa đông khác sẽ tiếp tục tràn qua nước Mỹ vào ngày 12 tháng 1, có khả năng mang theo bão tuyết và mưa lớn.